kính chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe một trích đoạn trong hồi ký anh hùng bạt mạng của cựu mũ nâu trần thi vân trận hỏa thiêu chọc thùng bức tường thép sa huỳnh không giết được một tên giặc không thu được một cây súng lại còn bị thương một người do bắn nhầm khiến tôi tự ái vô cùng cấp trên thì chẳng hề biết đến sự gian khổ toàn tính chính xác lòng can đảm của các đơn vị thuộc quyền mà họ chỉ quen dựa vào chiến lợi phẩm như vũ khí nói một cách rộng lớn hơn đơn vị đã tấn chiếm được bao nhiêu thành bao nhiêu đất mới gọi là thắng một cuộc chiến chứ không đòi hỏi gì khác cho nên tôi phải tìm cách moi gan kẻ thù mới hạ dạ. Vừa tải thương Nguyễn Văn Châu qua đại đội 2, bị động quân xong, thì trời đã xế bóng. Tôi lo tìm một điểm đóng quân đêm ngay giữa lòng đất địch bao la, nguy hiểm này. Nhìn về phía nam, kế đầm nước mặn, thấy có một đồn lính, nửa ẩn nửa hiện như nắng chiều thoi thóp tôi dè dặt cử ba tay thám báo xuất sắc đem theo cái máy prc 5 tới gần quan sát một mặt để ngừa bất trắc địch đè đánh tốt dọ thám đại đội dàn quân sẵn sàng tiếp cứu một lát hạ sĩ lê an thở hổn hển gọi lui lại trình đại bang đồn bỏ trống không ai hết trên trụ cờ còn treo lá quốc kỳ Tôi ngạc nhiên. Còn lá quốc kỳ à? Anh nhắm đại đội mình vào đóng quân vừa không? Dư sức đại bàng, có đủ giao thông hào và mỗi góc một bâng cơ lớn nữa, y như đồn quán hồng ở mẫu đức vậy đó. Nghe Lê An tả, tôi càng rợn tóc cái và buột miệng, thấy mẹ rồi. An chặn hỏi liền, cái gì thấy mẹ đại bàng? Tôi cười gượng. Thói quen của tao mà. Gặp rắc rối, tao hay nói vậy đó. Ok, đề phòng Việt Cộng và nằm tại chỗ chờ tao đi. Lập tức, tôi dàn hai trung đội tới nằm phục ở bên ngoài. Nhìn quanh, thì quả thật. Đồn hình vuông tương đối rộng, xây bằng bao cát màu ô liu cũ mốc u ám như cổ thành rêu phong của một triều đại xa xưa còn sót lại lạ thật phe rút chạy cả phe đánh chiếm chẳng bên nào phá hủy căn cứ điều lạ hơn trên trụ cột còn nguyên lá cờ vàng ba sọc đỏ đáp bạc màu và dù trời đang có gió vẫn xếp re rũ xuống thiếu vẻ kiên cường ngạo nghễ Lẽ nào quốc kỳ mà cũng bị bắt làm con tin sao? Hay kẻ thù đang nằm im và toan dở trò dụ khỉ gì đây? Sự đa nghi của tôi có lý lắm chứ? Tôi bảo trung đội thuận nhấp lên một trang đại liên cùng vài chục trái M79 vào quanh hệ thống phòng thủ để xem phản ứng. Kết quả, nơi thâm cung ấy vẫn im hơi lặng tiếng chắc đồn bỏ hoang nên cho thám báo phá cổng đột nhập trước rồi chọn bộ đơn vị chiếm cứ an toàn không hiểu sao hôm nay địch lại hiền khô vậy dành riêng cho tôi quá nhiều ưu đãi lý gì mà chúng quá khiếp đảm bỏ chạy để mũi tiến quân của tôi vào chỗ không người vậy ngày xưa các vị anh hùng quang trung lê lợi trên đường chinh phạt còn có sát thủ dưới vó ngựa ngăn cản làm bẩn chân kia mà sao huỳnh là đây một vùng ma quái kẻ thù cũng xuất quỷ nhập thần đâu có kém mình cộng quân đâu có thể giải khờ không phòng thủ mặt tuyến phía tây lại càng không thể nào đần độn bỏ phí cái căn cứ này nơi mà được tạm dùng để che bom đỡ đạn cho chúng tôi rảo mắt, quan sát một vòng từ trong ra ngoài đồn, rồi treo lên nóc một bâng cơ, thản nhiên ngồi ngắm bao quát phía nam, đầm nước mặn xanh âm um và phẳng lặng như hồ thu giữa núi non trùng đẹp. Dưới chân con dốc kế tôi, có khoảng 10 căn nhà lá lụp sụp, dựa lưng vào vách đồi, với năm ba chiếc thuyền nan kê mũi trên bãi cát óng ánh trông thật thơ mộng hết sức. Xa xa, sát quốc lộ một, làng sao huỳnh chi chít mái tôn lẫn ngói, phất phới một rừng cờ nửa đỏ nửa xanh giữa là ngôi sao vàng của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, một công cụ của Cộng sản Bắc Việt. Tôi có cảm tưởng như là tôi vừa lạc đến một đất nước xa lạ nào đó, chứ không phải quê hương của mình tôi nhìn lên trụ cờ lần nữa. Lá quốc kỳ yêu dấu biểu tượng hồn thiên sông núi, không thể nào cô đơn, buồn rũ dưới bóng chiều tẻ nhạt. Tôi kêu hiệp đưa máy gọi bộ chỉ huy tiểu đoàn. Sơn Linh, đây Việt Quốc. Dông tố nghe. Lâu ghê, nay tôi mới được tiếp chuyện với đại uy do. Tôi đang ở trong đồn địa phương quân đã rút bỏ, do reo lên hay quá hay cái gì việt quốc trong đồn kế đầm nước mặn phải không phải rồi dông tố à vị tiểu đoàn phó như cởi tất lòng sơn linh mãi phân vân chẳng biết giao ai đánh đồn đó đại đội việt quốc ở gần nhưng quân số quá ít nên không đề cập tới nếu dứt điểm được nó thì mình bớt khó khăn cấp trên mấy ổng nghi việt cộng đóng chốt ở trọng thì ra việt quốc đã chiếm được cái đồn ok để tôi trình sơn linh gấp tôi gác máy lại ôm đầu nghĩ ngợi sự lý giải của đại úy do vô tình làm tôi thêm lo lắng vì cái nghi ngờ của cấp trên phù hợp với dự đoán của tôi chắc chắn địch sẽ phản công không dùng bộ binh thì cũng pháo kích te tua hay là cả hai như tình huống ở căn cứ Jackson ngoài Huế. Nếu đại đội tôi ngủ đêm nay tại vị trí định mệnh này, đường nào chúng cũng hốt hết. Lá cờ còn để nguyên bay phất phới, hẳn phải có một ý nghĩa cộng quân dụ mình vào để mân thịt. Chúng dụ thật, không phải như chuyện tàu ngày xưa, khổng minh thất thế bày mưu mở toang cửa thành rồi lấy đàn ra ngồi gầy khiến cha con tư mã ý hoảng sợ vội bỏ ý định tiến đánh quay đầu rút chạy mất nhưng vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn tôi bỗng nảy ra kế hoạch trừ khử kẻ bị diệt là chúng liền bày binh bố trận chơi một ván cờ không ăn thì cũng huệ thôi chứ thụ động thì 50 tay súng quá uể oải này ắt phải thua đậm bọn ma cà rồng khi màn đêm buông xuống tính toán kỹ ra được đáp số tôi yên tâm nhưng chưa vội tiết lộ cho lính biết ý định của mình nói sớm thì tụi nó sợ ăn không ngon lại còn chê tôi liều mạng đánh giặc chẳng bài bản. Tôi liền bảo đại đội hãy tỉnh bơ đi nấu cơm chiều. Rồi các ngọn lửa gỗ thông nghi ngút khói, cuồn cuộn bay cao, tỏ ý thách thức kẻ thù. Mặt khác, tôi cho một số anh em xuống bờ đầm kiếm nước uống, đồng thời mời hết đồng bào lên đây để tôi nói chuyện. Nửa tiếng sau, chừng 50 người, đa số già cả, trẻ em tụ tập bên ngoài cổng nhìn họ ngơ ngác như mất hồn không vui vẻ cởi mở chút nào cả lạ thật địch mới chiếm xa huỳnh chưa đầy một tháng mà dân chúng đã thất điên bát đảo cá tôm sẵn trước mặt mà đành bó tay chịu đói à trong dáng điệu tôi hiểu họ chẳng còn tin ai được mọi người vừa ngồi xuống tôi ngỏ lời dạ kính chào tất cả năm mới. Xin nhắn nhủ đồng bào đừng có sợ sệt. Chúng tôi, quân đội quốc gia đến giải tỏa xã huỳnh và Việt Cộng đang tháo chạy. Tuy nhiên, vì trận đánh chưa chấm dứt, bà con nên di tản vào Đức Phổ vài hôm để tránh bom đạn sắp trút xuống đầu địch. Khi đi, hãy băng qua dãy đồi này rồi tụt dốc ở góc đá đằng sau kia để ra đường cho an toàn. Họ im lặng. Tôi định dọ hỏi tình hình trong làng này nhưng thôi. Vì tôi biết chắc không có ai dám hé môi hết. Tôi giả vờ ngây ngô nhấn mạnh một điều để bọn giao liên nằm vùng đang trà trộn. Mà tôi vừa bắt gặp vài bộ mặt khinh khỉnh nhìn lén tôi để về báo cáo với Cộng sản. Đêm nay, Chúng tôi chú đóng ở trên đồ này, bà con ở dưới xóm được phép thắp đèn, bà qua lại các nhà lân cận chơi, nhớ đừng có đi đâu xa sau 8 giờ tối nghe. Tôi nói như thiệt và còn tỏ vẻ hân hoan, nở nụ cười tự đắc, kêu căng một cách ngu xuẩn. Vậy thôi, đồng bào giải tán đi, hẹn gặp ngày mai thanh bình tất cả vẫn dáng điệu bơ phờ lần lượt dìu nhau xuống con dốc hãm đứng xong tôi mời hết các thẩm quyền tới bàn gấp công việc báo cho các anh biết tình hình thấy như vậy chứ không có êm đâu ạ à. có thể đêm nay địch phản công chúng ta đừng có ngán lát nữa khi trời bắt đầu tối đại đội mình bí mật âm thầm kéo hết ra ngoài kia nằm Tôi đưa tay chỉ một ngọn đồi thấp, tương đối bằng phẳng ở hướng đông bắc 200 thước. Đại đội sẽ đóng quanh nơi đó. Trung đội Trung Sĩ Thuận bố trí thủ mặt nam. Trung đội 2 nối tiếp giữ phía tây. Còn lại thì toán thám báo lẫn bộ chỉ huy. Hai người đào chung một hố cá nhân. Chớ có căng lều võng, cũng đừng có trại phong sô. Hãy nằm đất và dĩ nhiên không được hút thuốc. Tuyệt đối thi hành. Trùng Dĩ Thuận nêu câu hỏi. Sao không lui về gần đại đội 2? Anh có nhớ kỳ hành quân ở xã Đức Lương không? Đại đội mới đến đầu làng đóng quân thì ngay tối đó liền bị đánh. Hôm sau mình thọc sâu vào họng chúng lại yên. Nhưng tùy trường hợp chứ không nhất thiết phải làm như vậy. Đặc biệt tình thế này Chúng ta lui là chết Và liệu ngày mai bác mặt tới được không? Hay là bị rượt chạy té khói? Giờ đây có thể mình đang lọt kế Hãy lấy độc khử độc Gậy ông đập lưng ông Chơi ngược lại Mình nhử địch tối nay đến công đồn Vì chúng tưởng đại đội ở trong này Rồi mình sẽ nướng chúng hết mình kiếm cách làm ăn chứ thuận thấy tôi cười người hạ sĩ quan đã từng gian khổ bị thương hai lần ở mặt trận hạ lào và mùa hè đỏ lửa quảng trị cũng cười theo tôi nói với trung sĩ nhật khi có lệnh thám báo ra trước giữ đồi trong lúc chờ di chuyển anh em tiếp tục đốt lửa đồng thời chuẩn bị gọn gàng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu đề phòng bị pháo kích Hiệp vừa xách cái máy PRC25 đến. Đại bang, dông tố gặp nè. Tôi cầm ống liên hợp. Nghe dông tố. Sao chưa báo cáo các vị trí tiền đồn? Quân số đâu nữa mà tiền đồn? Đại úy do ngạc nhiên. Bộ ở trong hết à? Không, tôi có kế hoạch mới, chưa có trình bộ chỉ huy tiểu đoàn tiện thể xin báo lát nữa đại đội sẽ nằm tại xi à để tôi coi bản đồ xem cũng kế bên đồn mà sao ra ngoài vậy tôi đáp nhanh ở trọng cho chết à tôi nghĩ tối nay chắc chắn việt cộng sẽ hốt gọn bọn tôi đó giọng của do hơi gắt chưa tin được sự việc việt quốc hay nói sản lắm nghe không có sản đâu ông Hồi chiều, tôi họp dân, tôi đã đoán biết. Dòng tố xin phó bình hãy lập sẵn yếu tố tác giả, t Mỗi khẩu và chục quả bắn trùm xuống đồn này khi có lời yêu cầu khẩn cấp. Cần soi sáng không? Khỏi, khỏi cần. Soi sáng thì lộ vị trí của tôi. Ok, vậy thì lúc nào di chuyển ra ngoài thì báo nghe trời đã nhá nhem lính vừa cơm nước xong lệnh cho toán thám báo bắt đầu men theo đường trũng đến điểm ấn định một lát sau đại đội đã lần lượt lén rút ra hết và cứ hai người thì đào chung một hố cá nhân các vũ khí dàn sẵn ba cây đại liên thì đặt ba hướng đạn dược tập trung đầy đủ tất cả đâu vào đó mọi người nằm im phăng phắc như mèo rình chuột vậy bỗng một trái hỏa châu bùng nổ sáng rực cả bầu trời lẫn mặt đất phía bắc nơi các đại đội cùng bộ chiếu y tiêu đoàn đóng khiến tôi giật mình nghe tiếng máy xì xì hiệp nhấc ống liên hợp đáp nhận sơn linh hiệp trình lại chỉnh nhắc mình canh gác cẩn thận Cả lỗ mình thức hết có ai dám ngủ đâu mà bảo cẩn thận. Chắc đêm này ta cũng làm lính ngồi gác tới sáng luôn. Huyền thuốc quá Hiệp ơi! Hiệp nghe hai hàm răng trắng phiếu cười. Đại bàng xuống nằm chui dưới hố. Em phủ kín bông xô cho hút. Mày làm như tao là con mèo vậy. Huyền thì phải dậy chứ. Thôi, ráng nhịn Tao cũng phải tuyệt đối thi hành chính cái lệnh của tao cấm Nhưng mà Hiệp biết không Những lúc căng thẳng thần kinh Lại thiếu điếu capstan hay ruby Đầu óc tao nó rối bù lên Tội mình dễ chết như điên Chứ đâu phải giỡn Bởi vậy Mỗi lần đụng trận trước hết Tao phải đốt điếu thuốc Hít một hơi Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Các quả đạn cối 82, bỗng nổ dồn dập tóe lửa ngay giữa đồn Quả thật Cái gì đến đã đến Cộng quân bắt đầu đánh Mở đợt tiền pháo dữ dội Tiếp theo B-40 AK Và các thứ bộc phá dọc vào vang rền Nhất là hai mặt Tây Nam Vì đã được dặn trước Nên lính nằm im gườm súng Không bắn vu vơ Bên trong không một tiếng súng phản ứng. Chắc biệt động chết đầu hết rồi, có lẽ địch đang mừng lắm. Hiệp Trình, Đại Bang, Sơn Linh phó hỏi mình có muốn soi sáng không? Tao đã bảo không mà, đưa máy đây. Tôi bóp ống liên hợp. Sơn Linh, Việt Cộng đang tấn công mạnh như dự đoán, nói pháo binh chuẩn bị TOT, chúng sắp xung phong đó tọa độ của anh tại XY chính xác phải không? Chính xác luôn, bắn TOT. Chúng đã thổi còi tràn vô rồi đó. Bắn. Ầm. 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 Cả khu đồn rực đỏ cơ hồ như núi lửa. Âm thanh đại bác chát chúa liên hồi và đạn tản gần vị trí đại đội có mấy chục mét. Thật là nguy hiểm. Bây giờ thì chịu, mọi người chỉ còn nằm rạp xuống, không thể kêu stop được. TOT chẳng biết họ đáp ứng bao nhiêu, chắc phải hàng trăm quả rót một mạch luôn. Hẳn bọn chỉ huy của Trung đoàn 141, Sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt tưởng biệt động quân này đã tan nát, không ai sống sót, nên ngụy mở trận pháo chùm để tận diệt hết T.O.T. chấm dứt. Trước mặt là cả một khối lửa bốc cháy nổ lách tách với tiếng đồng đồng của thủ pháo địch chưa sử dụng. Lấn át các âm động rẫy chết mặt thường những kẻ sinh Bắc tử Nam phải gào lên giống y như con thú lúc chúng thương. Thiếu tá Hoàng Phổ gọi Viết cuộc, viết cuộc, thế nào? Đúng lúc Bình Nhất Vinh bò quanh một vòng phòng tuyến xem xét tình hình anh em. Trở lại cho hay mọi người đều bình an. Tôi thở vào. Vô sự, còn Việt Cộng chắc tiêu hết rồi. Tuy nhiên, Sơn Linh cứ cho pháo mình tiếp tục bắn lai rai. Ngừa địch đến quan sát hay kéo sát đồng bọn và để chúng nghĩ rằng đơn vị tôi cũng đã cùng chung số phận nghe. Ok, nhớ mai lục soát sớm. Tôi bảo lính cẩn thận hơn, vẫn nằm im trừ khi bị tấn công. Tờ mờ sáng, đại đội dè dặt tiến vào đồn. Một cảnh tượng kinh hoàng. Địch chết không thể đếm được bao nhiêu vì xác nát bét, vùng vãi khắp nơi. Súng ống 22 cây đều cháy đen cong nòng. Lính chê chừ không thèm nhặt vừa trình xong kết quả tiêu tê lên bộ chỉ huy lớn. Hiệp đưa máy cho tôi. Bất ngờ, một giọng trầm trầm của Trung tá Liên đoàn trưởng Trần Kim Đại lại gọi thẳng xuống tôi. Qua tần số nội bộ tiểu đoàn 21 biệt động quân. Nghe báo tốt lắm, tôi khen anh đó. Chúng ta còn một quãng đường dài nữa. Cố gắng lên. Vị chỉ huy cánh quân biệt động, nỗ lực chính tái chiếm sa huỳnh, nói có bấy nhiêu thôi. Ông chỉ nhấn mạnh, còn một quãng đường dài nữa. Tức là còn lắm trông gai, khốc liệt, chứ không phải là đoạn đường xa về không gian. Ở đây mới khởi đầu một trận chiến gian nan đẫm máu. Thiếu tá phổ Senbo, viết của con đâu mày? Con! Ở tai chỗ cho người đi lui nhận supply không được đâu cho đại đội ra ngoài trong này máu và thịt người bầy nhầy tanh hôi lắm rồi trở lại vị trí đếm qua đi một trung đội lui phía sau nhận lãnh lương thực đạn dược do thiết vận xa tải tới góc khu đồi một lát sau lính vừa đem hàng vào thì các tiếng súng đủ loại lại vang rền phía đông bắc tôi chụp máy. Dông tố, dông tố. Nghe, đơn vị nào động vậy? Hai đại đội 3 và 4 đánh lên ngọn đồi mé biển. Có chừng Việt Cộng chạy qua bên Việt Quốc. Tiếp theo, ngay trước mặt tôi, về hướng đông lại có tràng liên thanh rất lớn và nghe khác lạ. Đạn thì bay vèo vèo, chạm đâu nổ lại đó, tóe lửa giữa hai đại đội. Biệt động quân của Trần Quang Giảng và Đỗ Văn Nai. Kịp nhận ra đó là súng phòng không địch từng sử dụng trong trận chiến Hạn Lào 1971. Tôi vội hối anh em. Tất cả thu gọn lương thực tiếp tế tản thư ra gấp. Phòng không Việt cộng xuất hiện. Thám báo chiếm ngay ngọn đồi phía biển. Hai trung đội một và hai cũng tự động dàn tới nằm ngang hai bên hông thám báo đối diện dải núi cao nhất trước mặt nơi cây mười hai tám đang bị pháo binh từ đức phổ dập xuống toán đại liên của hạ sĩ đợi bố trí thủ mặt sau việt quốc việt quốc đây sơn linh nghe sơn linh anh có nghe con gà cổ nó gáy không thấy mẹ rồi hoàng phổ lên giọng hỏi tôi ớn lạnh chắc bố sai tôi đánh hốt cây phòng không rồi tôi giả vờ ngần ngừ có bóp học nó cho tôi nó gáy xa lắm hoàng phổ đãi đưa xa gì cách anh có mấy trăm mét thôi sơn linh trưởng bảo chỉ có anh mới thừa sức bẻ cổ nó thi hành đi để xem nào dứt máy tôi lủi lẹ đến nằm giữa toán thám báo. Nhìn qua triền núi mé biển, chưa thấy con gà cô ở đâu. Để trung đội hai của trung sĩ hơn tại chỗ, còn tất cả lom khom tới thêm một ngọn đồi nữa. Địch phát hiện, quay nòng súng 12 ly 8, khác một tràn trực xả vào đại đội. Đạn chạm các cây dương liễu nổ lại lung tung xanh lè. Thật là may, không trúng ai. Nhờ vậy tôi mới thấy ổ súng trên dốc núi lốc chóc đá. Cách tôi một thung lũng là khoảnh ruộng khô cằn bằng sân đá banh. Muốn tiến sát, lính phải băng qua đó, đất nguy, trống rỗng, không một vật thể che đỡ. Khẩu phòng không như cái gai nhọn, nằm ở một vị trí thật tuyệt vời, có thể khống chế cả trực thăng đổ quân xuống. Nếu dập được nó, thì tiểu đoàn 21 biệt động này thực sự làm chủ, kiểm soát toàn vùng mạn Bắc đầm nước mặn Sa Huỳnh. Con gà vẫn tự đắc, say mê vỗ cánh gáy, như anh võ sĩ hạng nặng, tả sung hữu đột trên đài. Khi quay qua tôi phía Tây, lúc thì nhắm các đơn vị hướng Bắc, tha hồ xiết cỏ, các đầu đạn hiểm độc gai con mắt. Tôi mời các thẩm quyền lại nằm chụm đầu bàn cách bẻ cổ con gà cổ cho ông Hoàng Phổ hầm Broti. Tôi hỏi, sao Nhật? Nhắm chơi nổi không? Thuận và hơn nữa. Nghe hỏi, mặt ai cũng xanh lè như đầu đạn 12 ly 8 nổ. Em nghĩ phải nhào vô ba mặt mới được. Ừ, Nhật mày nói trúng ý tao đó. Bây giờ thế này, mình gồm ba mũi tấn công. Trung đội một thuận, đi vòng doi đất bên phải, toán thám báo và bộ chỉ huy bọc trái. Còn trung đội hai của hơn, từ đây tấn ngang qua, nhớ bám sát các bờ ruộng. Mỗi mũi có thể đụng mấy cái chốt địch liên hoàn bảo vệ khẩu phòng không này. Tuy trường hợp mà linh động, hoặc triệt nó, hoặc lách qua. Đặc biệt, hai mũi trái và phải. Hãy kiểm soát tâm đạn xa, vòng cầu, Kéo bắn lầm nhau nghe. Trung sĩ hơn giữa cũng vậy, phân định rõ ràng chung quanh mục tiêu để khỏi lầm lẫn. Khi chúng ta vây hãm, công thật nhanh, chơi lựu đạn tối đa như mình từng làm. Rồi chặng đường của Thuận thì hơi xa, kín đáo vọt trước ngay, thám báo chuẩn bị, tất cả thi hành tôi gọi máy lên bộ chỉ huy tiểu đoàn sơn linh nghe tôi bắt đầu đó Phó binh chỉ rót trên đỉnh cao phía đông con gà cổ ba mặt kia đều có lính tôi tốt lắm mọi yểm trợ sẵn sàng không đợi thiếu tá liên đoàn phó dứt câu tôi vất ống liên hợp qua hiệp vội chạy theo tám báo vừa biến dạng xuống khe đồi trung đội một chưa gì đã chạm địch. B-40 ở góc bờ đông bắc đầm nước mặn, bắn rạt đám lính thuận, cát bụi bay mù mịt. Thiên Nga, Thiên Nga, đây mười. Tao thấy rồi, khỏi nói. Tụi bê bối sau lưng, hãy vọt nhanh ra khỏi tầm đạn. Thám báo bên trái tới sát chân núi con gà cổ. Còn trung đội 2 dàn ngang tấp xuống bờ ruộng, mau thấy cây phòng không chuối nòng bắn quay cuồng lính của hơn. Tôi đẩy thằng Văn, mang máy nội bộ, áp vào tảng đá. Hai mươi, đây thiên Nga. Dũng truyền tin thở hổn hển nói. Nghe đại bang, con gà nó gáy dữ quá. Nói thầm quyền cho tất cả năm cặp bờ ruộng tránh đạn. Rồi quạt đại liên cả bảy mươi hai lên. Trung đội thuận tiến lẻ chần trừ thì chết hết đó Súng tứ bề nổ ra Không còn phân biệt được của bạn hay thù Địch bắt đầu pháo 82 ly xuống khu đồi sau lưng May đại đội đã rời khỏi Thám báo nhanh như sóc Vừa bắn túi bụi vừa chiếm từng mô đất Để tránh 12 ly 8 trực xạ Hạ sĩ đợi ở bộ chỉ huy kẹp hông cây đại liên khạc liên hồi xuống cái chốt trước mặt, nơi chòm đá. Trung đội 2 của Hơn không thể thấy. Các tràng M60 làm đám lính biệt động, đang loi nhoi dưới thung lũng lên tinh thần. Vụt đứng dậy, lao nhanh vào chân đồi, dù cộng quân bắn ra xối xả. Dũng kêu to lên, thiên Nga, thiên Nga, 20 bị thương một thấy một số lính trung đội hai còn chơi với giữa cánh đồng tôi hét lên bỏ nó đó tất cả nhà vô thanh toán cái chốt trong lúc toán thám báo tấn lên mấy tay súng bộ chỉ huy súng bắn m 79 và m 16 xuống triền đội cứu nguy thẳng 20. ở mặt nam trung đội một thuận mỗi lúc một áp sát mục tiêu hơn tụi nó may mắn không còn gặp sự cản mũi nào vì bọc hậu đánh ra. Tâm đạn phòng không của địch dường như đã bị giới hạn bởi đá núi nhấp nhô. Không thể quét sát đất hai bên hông được. Nó chỉ còn mổ được hướng Tây. Nhưng đạn đều bay bổng trên đầu trung đội 2, cố bám trụ dưới chân đồi. Hình như hơn đang bùng vẫy trước cái chốt sau cùng bảo vệ cây phòng không. Tôi thúc trung đội 1. Mười nghe không? Nghe đại bàng. Nói đại liên nhập ngay bọn bê bối, cản mũi thằng hai. Đại liên còn kẹt yểm trợ phía trước. Bảo thẩm quyền mày thi hành lệnh tao gấp. Đáp nhận. Trung sĩ thuận vào máy. Cây M60 đang áp đảo ổ súng cho tụi nhỏ bò tới. Tôi hét lớn. Bọn M16 đâu không dùng. Hả? Anh có thấy không? Trung đội 2 bị AK B40 của cái chốt dưới thấp bắn trận. Không phải cây 12 ly 8 nữa. Lính của Hơn đang lâm nguy, hiểu chưa? Đáp hiểu. Toán thám báo bắt đầu dở ngọn sở trường, đánh bằng lựu đạn nổ vang trời. Con gà cổ đã thành con gà nuốt dây thun im re. Trung đội 2 báo Thiên Nga, Thiên Nga. Nghe Dũng, lấy được một B40 và hai AK rồi. Tốt lắm Dũng, bám liền các tảng đá. Tiếng Thìn mang máy trung đội một sen vô. Thiên Nga, đây 10. Nói đi. Việt Cộng trên đỉnh núi bắn xuống đại bang. Ok, để tao kêu pháo bình. Hiệp đưa ống liên hợp bộ chỉ huy tiểu đoàn. Sơn Linh, sơn lình nghe việt quốc xin pháo binh bắn gấp đỉnh con ga quan sát đi thấy một trái khói trắng tỏa lên tôi rống to lên cho đạn nổ luôn đi tình trạng này mà còn dùng khói à đại úy do nói mẹ nó tại cái thằng đền lô rồi sẽ chơi nổ luôn bộ khói nữa à Gần túng cổ con gà rồi dông tố Tôi dục thám báo Chuẩn bị xung phong Nhất Văn bảo 10 và 20 vây chặt mục tiêu Nhưng đừng bắn Lưu ý lại phía sau lưng Để thám báo hốt cây phòng không Đại bác đã rót trên cao Hãy nhào vô Nhất Lệnh tắp vô Chậm là tao cho bay chết luôn đó Toán thám báo rất thiện nghệ bảy con mãnh hổ như điên cuồng áp sát ném lựu đạn tung cả đá núi chung quanh ổ súng thịt người vỡ vụn trước sự việc diễn ra trong giờ phút sinh tử hai trung đội tự động đồng loạt quay xuống bắn rạt ngược dốc núi ngừa địch tràn xuống giải vây tôi ra lệnh trung đội hai tức tốc kéo qua cùng trung đội một lập thành một phòng tuyến hình cánh cung về hướng nam phòng thủ. Thành linh hạ sĩ Nguyễn Đợi kêu to, Đại bang, đại bang, lấy khẩu phòng không rồi. Hạ sĩ xạ thủ Đại Liên Đợi vừa nói vừa chống đế súng, đứng nhìn tình bơ như khách bàng quang khi thám báo nhảy xuống hầm cây 12 ly 8. Dù thấy vui phấn khởi, tôi vẫn bắn dọa mấy phát M16 dưới chân. Tại sao không bố trí đằng kia hả? Đợi, vội ôm khẩu đại liên 60, co giò chạy lên sườn đồi. Bọn Nhật bao trọn cổ súng, bốn xác Việt Cộng với vũ khí cá nhân đều nát hết. Cây 12 ly 8 quá cành càng, gắn trên bộ chân cao hơn đầu người dưới hố sâu hoáy thấy chắc ăn tôi gọi báo tiểu đoàn sơn linh sơn linh nghe việt quốc bẻ cổ con gà cô rồi thiếu tá hoàng phổ reo lên hay quá hay quá tiếp theo là trung tá trần kim đại như chờ sẵn đâu trong máy ngỏ lời chào mừng đại đội một biệt động quân việt quốc tôi nghe đây hoan nghênh, trói gô nó lại cho kỹ nhé. Sơn Linh yên tâm, nó chết cứng rồi, bộ giò đá dữ quá, bị lún sâu dưới đất, mấy thằng nhỏ phải dùng sẻn moi. Tốt lắm, đề phòng chung quanh đó. Đáp nhận Sơn Linh. Trung sĩ Nhật vừa tìm được mỏ lết và tuột vít trong túi dụng cụ treo vách hầm. Anh cùng hai người lính tháo rời nòng súng ra khỏi bộ chân, lôi lên mặt đất từng phần một. Tôi bảo ráp lại và nạp một dây đạn để tôi gáy xuống mõm đồi, ngay góc đông bắc đầm nước mặn, là vị trí đại đội sẽ đóng quân đêm này. Quả thật, tiếng nó gáy in ta, xen lẫn tiếng cười khoái chí của bọn lính bạt mạng, vang cả núi phía đông vùng đất xa huỳnh. Hiệp đưa ống liên hợp cho tôi. Nghe! Đại úy Nguyễn Văn Do có vẻ lo ngại hỏi lớn. Tiếng súng ai vậy Việt Quốc? Tôi cười. Của Việt Quốc đó. Tôi thọc lét thử. Con gà nuốt dây thùng. Coi nó còn cựa không? Cũng để chuẩn bị lấy gậy ông đập lưng ông một phen nữa. Vậy mà làm hết hồn. Tưởng đâu địch còn con thứ hai chứ. Thôi, chấm dứt gáy đi, cho lính dồn đạn lại. Trong lúc đại đội lo thu dọn chiến trường và băng bó kỹ lại các vết thương của anh em, tôi cử vài người đi quanh vị trí lục soát các hốc đá, hầm hố để tìm đạn 12,8 ly 8, địch chôn giấu, tích chữ đâu đây. Nhìn con gà tuy đã nuốt dây thùng, tôi vẫn thấy cái dáng điệu kêu xa cao xả của nó nên chưa vội trói gô kính thưa quý vị quý vị vừa nghe xong trích đoạn trận hỏa thiêu trong hồi ký chiến tranh anh hùng bạt mạng của tác giả trần thi vân